như ABS là nó đang báo hai cái lỗi về cảm biến gốc lái, lỗi về điện áp. Túi khí thì hồi nãy tới tầng 24 lỗi lận. Gần như là nó đang báo toàn bộ những cái lỗi toàn bộ hệ thống ở trên của hệ thống túi khí rồi. Xin chào các anh em, chào mừng các anh em quay lại với kênh hướng dẫn sử dụng của OD Việt Nam. Vẫn tiếp tục cái chuỗi series về sử dụng cái con D1 Pro trên nhiều cái dòng xe. Thì ở cái tập này chúng ta sẽ nói về cái con Toyota Camry đời 2012. Rồi các anh em xin mời các anh em hãy trải nghiệm những cái tính năng mà cái con D1 Pro này nó hỗ trợ trên cái dòng Camry 2012 này như thế nào nhé. Rồi như các anh em thấy trên màn hình thì em đã cắm cái cục Bluetooth lên xe rồi, em đã bật chìa khóa lên rồi. Anh em nhìn thấy là cái trạng thái của V-Sign nó được tích xanh lên, là nó đã kết nối ok rồi. Lúc này anh em sẽ vào cái việc chẩn đoán. Anh em sẽ chọn cái biểu tượng màu đỏ có hình chiếc xe, đây là Diagnostic. Rồi tiếp tục thì cùng đối với Toyota thì nó sẽ Toyota là thuộc cái dòng của châu Á. Chúng ta sẽ chọn thị trường nó là Asia này. Chúng ta sẽ chọn một dòng xe Toyota. Rồi đối với Toyota chúng ta sẽ thực hiện cái việc auto nhé, xem coi nó có nhận được xe không. Chọn RIC. Rồi nó đã quét ra được số khung của xe rồi anh em. Lúc này chúng ta sẽ nhấn OK đi vào bước tiếp theo. Rồi nó hỏi xe chúng ta có dùng chì Smoky không, thì xe chúng ta không có chì Smoky, chúng ta sẽ chọn là Widow Smoky. Rồi đây là thông tin mà nó máy chúng ta vừa phát hiện ra cái thông tin của xe nè. Xe này xe Camry thì cái trường sản xuất của nó là Bắc Mỹ. Cái model của nó là AV, đời nó là 2012. Và cái model động cơ nó là 2AGFE. Rồi, cái này đúng thông tin của xe đó, anh em nhấn Z thôi. Rồi, như các anh em thấy trên màn hình nè. Khi mà chúng ta quét vào được xe rồi á thì nó sẽ hiện lên ở cái, nó sẽ có ba cái mục. Ở cái mục ngoài cùng bên phải này á là cái mục thông tin xe, thì anh em sẽ chỉ xem cho biết thôi chứ mình sẽ không sử dụng cái mục này để làm gì. Rồi ở cái mục thứ hai nó là hot function. Hot function là cái mục dùng để có những cái tính năng mà reset bảo dưỡng, như là reset cảm biến ga, bướm ga hoặc là gốc lái đó. Anh em sẽ vào cái mục hot function này. Rồi anh em chẩn đoán thì anh em sẽ chọn vào cái mục là diagnostic. Ở đây thì nó sẽ vẫn hiển thị hai cái mục. Cái mục đầu tiên nó là sẽ là anh em sẽ quét toàn bộ những cái hộp nào nó hiểu, nó được điều khiển ở trên xe á, nó sẽ quét ra và nó biết lỗi của từng hộp đó nó đang báo lỗi như thế nào. Rồi ở cái mục cái control unit này á, anh em sẽ chọn vào cái một cái hộp á mà anh em cần kiểm tra thôi, nó sẽ nhanh hơn so với auto scan này. Auto scan này nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng mà nó bù lại á thì nó sẽ cho anh em một cái tổng quan về những cái hệ thống nào nó đang bị lỗi trên xe. Như anh em thấy nè, cái tốc độ xử lý của cái con máy này nó tương đối ổn định em ạ. Rồi, cái quá trình nó quét cũng đã được 100% nè, là nó đã hoàn thành được cái quá trình nó quét rồi. Thì hiện tại là trên xe này nó có khá nhiều hộp nó đang bị lỗi. Ví dụ như anh em thấy ở ABS nó đang báo 2 lỗi nè. Túi khí thì nó báo tận 24 lỗi lận. Đồng hồ thì 4 lỗi. Hộp body thì đang là 8 lỗi. Hộp cửa thì đang là 1 lỗi. Hệ thống điều hòa đang báo 4 lỗi. MBS này là cái hệ thống lái nè. Trợ lực lái điện đang báo 3 lỗi. Cái navigation thì nó đang báo 4 lỗi. Hiện tại là động cơ áp suất lốp thì nó không báo lỗi gì hết. Rồi ok, tới đây thì anh em thấy nè, nhiều hộp đang báo rất là nhiều lỗi không? Thay vì anh em phải chọn vô từng cái một để anh em đi sâu vào để anh em coi lỗi từng cái một á, thì anh em chọn vô cái mục report nè. Chọn vô mục report. Nó sẽ show ra nhiều lỗi trên nhiều hệ thống cho anh em coi sơ tổng quan ra một lượt luôn, khỏi cần phải vô từng hộp, nó sẽ lâu, tốn thời gian của mấy anh em. Rồi như ABS nè, nó đang báo hai cái lỗi về cảm biến gốc lái, lỗi về điện áp. Túi khí thì hồi nãy tới tầng 24 lỗi nè.
gần như là nó đang báo toàn bộ những cái lỗi toàn bộ hệ thống ở trên của hệ thống cơ khí rồi. Đó. Đồng hồ thì đã đang báo mất kết nối nè, lỗi mất kết nối nè. Main body. Đó, anh em xem tổng quan sơ qua mấy cái lỗi này. Rồi anh em xác định được những cái lỗi nào lỗi chính á. Rồi anh em sẽ quay ra những cái lỗi nào lỗi chính trên xe á, anh em sẽ quay ra. Anh em chọn những cái mục quick erase nè. Để cho nó xóa một lượt qua hết toàn bộ những cái lỗi hiển thị đó đó. Coi nó chừa lại cái lỗi nào của cái hệ thống nào. Rồi lúc đó anh em sẽ phân luồng ra, anh em vào anh em kiểm tra nó sẽ nhanh hơn. Rồi. Rồi, khi mà xóa qua rồi đó, thì toàn bộ những cái lỗi nó đều mất hết rồi nè. Chỉ còn là mỗi cái lỗi của thằng ABS thôi. Anh em đi sâu vào cái hộp ABS này. Chúng ta sẽ xem từng một ở trong hộp ABS. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái mục là Trouble Code. Trouble Code là cái phần dùng để đọc lỗi. Báo đúng một lỗi là lỗi hư hỏng bên trong của cái con Steering Angel Sensor, nó là con cảm biến gốc lái. Còn đúng lỗi này thôi. Cái lỗi thường là bảo cái lỗi internal này là cái lỗi hư hỏng của cảm biến. Hư hỏng bên trong cảm biến là internal, internal là bên trong của cảm biến. Đây. Nếu anh em muốn chắc là cái lỗi nó đang báo internal á, anh em vô cái mục live data này. Anh em kiếm cái data về con cảm biến gốc lái. Đây. Em đang để lái thẳng mà nó âm tới 1044 độ. Thì nó đang trả về cái giá trị thấp nhất của con cảm biến rồi. Thì chắc chắn là con cảm biến này có vấn đề rồi. Vậy đây em sẽ vào em kiểm tra lại cái con cảm biến này. Nếu mà trường hợp khả năng là cảm biến này bên trong cảm biến lỗi thì mình chỉ có thay thế thôi. Thay thế cảm biến thôi. Đó. Nhờ những cái live data này nè, anh em sẽ khi mà anh em thấy được lỗi rồi á, anh em vô live data nè. Anh em xem những cái giá trị của những cái con cảm biến á, thực tế ra nó báo về như thế nào á, để anh em phân luồng là lỗi nguyên nhân là do đâu. Tại vì nhiều khi á, một cái mã lỗi nó xuất hiện á, thì nó sẽ có nhiều hệ thống kèm theo nó, điều nó sẽ nhiều hệ thống nó liên quan tới nhau. Có thể là thằng này nó sẽ báo lỗi là thằng này á, nhưng mà thực tế ra là nó sẽ lỗi là do cái thằng kia, nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái thằng này, nên nó sẽ báo lỗi chung gì đó. Rồi, ok, tiếp tục chúng ta vừa điểm qua cái mục live data rồi. Chúng ta sẽ vào cái tính năng là Activate dùng để kích hoạt. Xem coi nó kích hoạt được những cái hệ thống nào ở trên xe nha. Đây, nó kích hoạt được cái relay motor nè, relay bơm. Đó, nó sẽ on off relay nè. Cái công đoạn này test nó sẽ mất khoảng tầm 2 đến 5 giây. Rồi anh em on lên nè. Đó, anh em nghe cái bơm ABS nó hoạt động không? Đó, nó hoạt động trong vòng 2 đến 5 giây á, để nó check qua cái bơm coi cái bơm nó còn hoạt động ok không. Rồi, hoặc là anh em có thể test cái đèn ABS nè. Bật tắt cái đèn ABS. Ở cái mục khi mà anh em chọn vào á, anh em thấy cái mục live data này nó để là on data chứ cái complete không? On data là anh em sẽ khi mà anh em test á, anh em sẽ xem toàn bộ dữ liệu trong quá trình anh em test. Còn cái complete á là anh em sẽ chọn cái dữ liệu mà anh em cần xem thôi. Thường là anh sẽ chọn on đi. On đi cho nó nhanh để mình làm cái thao tác cho mình kích hoạt đi cho nó nhanh. Rồi. On lên nè. On lên nè là cái đèn ở trong màn hình tablo á nó sẽ sáng lên. Nên mình check cái đèn coi nó có bị chạm mạch là gì không. Còn mình không kích hoạt thì mình off thôi. Đó. Tôi nghĩ thôi. Nhưng mà cái điểm mấu chốt ở đây á, là anh em phải hiểu được cái tính năng nó yêu cầu như thế nào. Cái nguyên lý cái tính năng nó như thế nào để mình sử dụng cái cho nó chính xác. Rồi như anh em thấy ở đây nó sẽ kích được những cái solenoid mở dầu phanh. Mở dầu phanh hay là đóng dầu phanh, nhả dầu phanh hoặc là giữ dầu phanh. Của từng cái, ví dụ như là lepron là phía trước bên trái nè, phía trước bên phải nè, rayron là phía trước bên phải nè. Thì anh em muốn kích hoạt thì anh em chọn vào. Đó, nó cũng sẽ kích hoạt tầm 2 đến 5 giây thôi. Rồi, chọn on data để cho nhanh. Rồi, anh em on lên.
Đó, anh em coi cảm nhận coi cái van solenoid đó nó có mở không. Đó. Rồi. Sau 2 đến 5 giây là bắt đầu nó sẽ ngưng lại, nó không, nó đã kích hoạt xong rồi. Rồi những cái tính năng khác nó cũng vậy. Đây thì nó test được tương đối nhiều. Test được cả cái motor bơm nè, cái bơm ABS nè, đèn, là những cái đèn cảnh báo về hệ thống trơn trượt solenoid nè. Đó, solenoid của thằng VSC nè, là hệ thống bơm điện tử. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào cái mục special function. Special function ở đây thì nó sẽ xem được cái lịch sử hoạt động của cái ABS nè. Nó không, cái ABS này nó trường hợp nó không bị lỗi nên nó không lưu lại những cái dữ liệu này trong quá trình nó hoạt động. Rồi anh em hãy chọn vào những cái chế độ test mode nè. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng này khi mà anh em thay đi cái hộp ABS nè, hoặc thay con cảm biến Gray hay là con G sensor nè. Rồi, cái tính năng này á dùng để reset lại khi mà anh em thay một trong những cái cơ cấu này. Tại vì khi mà anh em thay rồi á thì cái đèn ABS nó vẫn sáng thôi, dù anh em biết là nó bị hư nên cái đèn ABS nó sáng, rồi anh em thay rồi nó vẫn sáng á, thì là do cái nguyên nhân á là khi mà anh em thay rồi á thì anh em phải reset đi. Tại vì thay rồi nó sẽ vẫn báo cái lỗi là anh em cần phải reset, rồi anh em vô anh em reset đi thì nó cái đèn nó mới tắt được. Anh em bấm nét. Rồi bây giờ á nó sẽ đưa ra cho các anh em những cái điều kiện nè. Khi mà anh em muốn cần để reset á, ở cái số 1 á là nó bắt anh em phải đậu xe ở cái trên một cái bề mặt bằng phẳng, không được nghiêng. Rồi, ở cái điều kiện thứ hai á là nó bắt là anh em phải thẳng tay lái, không bẻ một bên trái hoặc một bên phải, để phải để thẳng cái tay lái đi. Rồi cái thứ ba nữa là phải để về tay số B. Và cái thứ tư là không được nổ máy. Và cái mục cuối cùng đó là bật chìa khóa on lên. Rồi, khi mà anh em hoàn thành những cái điều kiện này á thì anh em nhấn nét là tự động nó sẽ reset lại những cái con cảm biến đó cho các anh em. Rồi, inspection test mode. Thì cái dùng cái tính năng inspection mode này á, nó sẽ dùng để kiểm tra hệ thống VSC hoặc traction control module, hệ thống cân bằng điện tử ở trên những cái dòng Toyota á. Nó nói là nếu sử dụng cái tính năng này, nếu mà xe không được trang bị cái công tắc VSC off. Rồi, nếu mà anh em kiểm tra lại xe anh em không có cái công tắc VSC off á, thì anh em cứ nhấn OK và anh em kiểm tra cái hệ thống VSC với TRC này. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào cái mục là signal test nè. Trong cái mục signal test này á, nó sẽ kiểm tra tín hiệu của những con cảm biến á, xem những coi có cái con cảm biến nào nó có bị hư hỏng không. Rồi OK, lúc này á, nó kêu mình chọn lựa chọn cảm biến mình cần kiểm tra nè. Mình kiểm tra thêm một con hoặc tất cả những con cảm biến. Chọn tất cả đi. Next. OK. Rồi tiếp tục sẽ chọn vào cái chế độ là thoát ra kiểm tra ma lỗi, hoặc là kiểm tra được cái tín hiệu rồi chúng ta sẽ xóa lỗi. Anh em chọn cái nào cũng được. Rồi em nét, nó đang chết cái tín hiệu cảm biến. Đây, signal chết xong thì nó báo thông số cái lỗi nè. Đó, khi mà signal chết xong nó báo thông số cái lỗi cho anh em thấy nè. Rồi, anh em không muốn kiểm tra nữa, anh em thoát ra. Rồi, ở cái mục cuối cùng nó là hướng dẫn cho các anh em cách xả gió thủ công. Thì nó sẽ đưa ra cho các anh em cái quy trình luôn.
có thể là một số anh em á họ sẽ không rành về tiếng Anh chuyên ngành đâu, thì lúc đó mình hãy lấy cái Google dịch ra, mình sẽ dịch trong những cái phần này những cái bước nó yêu cầu như thế nào, mình làm theo để mình thực hiện cái việc mà xả gió phanh bằng thủ công. Anh em sẽ làm theo cái quy trình này, là quy trình của thường là cái quy trình của trong hãng họ đưa ra. Đó, mình làm theo này thì nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng dịch vụ mà sửa chữa của mình nó cao hơn. Rồi, đây là mình vừa xem tổng quan về ABS. Ví dụ như anh em xem qua cái phần main body đi, cái phần về hệ thống body á, như là gạt mưa, cửa kính, đèn, kèn, cửa sổ rồi á. Rồi, những cái mục như tôi vào có cái data thì nó sẽ tương tự như cái thằng ABS mà mình vừa vào á. Chủ yếu là chúng ta xem những cái mục như là Architect nè, xem nó có những cái tính năng gì. Rồi, ở đây anh em thấy là một số như là nó có thể kích hoạt được cái đèn cảnh báo chống trộm nè. Đó. Kích hoạt chống trộm thì anh em on thôi. On lên coi cái đèn nó có sáng theo không. Ốp, anh em thấy cái đèn có tắt không? Để anh em kiểm tra coi. Nó bị lỗi cái đèn, lỗi hệ thống trên xe. Hoặc là anh em có thể kích hoạt những cái motor lốc cửa nè. Đo lốc. Đó. Lốc nè. Đó, anh em nghe cụp cụp không? Anh lốc nè. Đó. Coi cái motor nó hoạt động có bình thường không? Ốp nè. Đó. Thay vì anh em phải tháo cái motor ra, anh em kích vô anh em kiểm tra coi lốc anh lốc á. Không, mình sẽ dùng cái máy này để mình kích hoạt trực tiếp cái motor luôn, coi cái motor nó có hoạt động đúng theo cái gì mà theo cái điều khiển của anh em không. Thì lúc đó chúng ta sẽ chẩn đoán cái vấn bệnh nó nhanh hơn. Hoặc là chúng ta kích hoạt đèn này. Nhiều lúc thì đèn nó bị lỗi, nó không sáng á, thì anh em sẽ có thể nhiều nguyên nhân, do đèn, do công tắc hoặc do hộp. Đây kích một phần ở đây để anh em kiểm tra coi bóng đèn nó hoạt động bình thường không nè. Đó, nếu mà đèn nó sáng bình thường thì anh em kiểm tra những cái phần khác coi cái nguyên nhân là do đâu, có thể là đường dây nữa. Đó, hoặc là đèn sương mù nè, ron fog lamp nè. On nè. Trên xe này thì cái đèn sương mù nó không có rồi. Rồi, hoặc là đèn dummy. Thì nói chung để sử dụng những cái tính năng kích hoạt này thì nó cũng đơn giản thôi, chỉ là anh em hiểu được cái tính năng nó làm việc như thế nào thôi. Đó. Chúng ta vào tính năng đặc biệt này, coi nó chỉnh được cái gì nha. Đó, initialization, cái này là dùng để để cài đặt lại hộp điều khiển á, hộp body á. Rồi, hoặc là wireless code clearing, wireless lock. Hoặc là cái này nó cho anh em cách hướng dẫn anh em cách học lại cái remote trên xe. Đó, open ride door, rồi close open ride door 2 lần trong vòng 40 giây, rồi hoặc là cắm chìa với ổ khóa tháo ra, đóng hoặc mở cửa này đó. Cho anh em cái quy trình luôn nè, anh em khỏi phải đi kiếm làm gì. Chù mà máy là nó cho theo cái quy trình đúng như hãng luôn. Anh em khỏi phải đi kiếm nên nó tốn thời gian. Rồi, nói chung là trên cái con Camry 2012 này thì cái con D1 này nó đi vào có cảm giác là cũng là tương đối là nó sâu, nó cũng đảm bảo đầy đủ chức năng. Rồi tiếp theo thì vẫn tiếp theo thì em sẽ review thêm một số con nữa mà các anh em theo dõi và đón xem ở những tập tiếp theo nhé. Và xin chào tạm biệt các anh em.